Những ngày qua, mạng xã hội liên tục dậy sóng trước việc nhiều nghệ sĩ bị gọi tên liên quan đến vấn đề từ thiện, trong đó có diễn viên Nhật Kim Anh. Nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa đã nhanh chóng lên tiếng về vấn đề này. Nhật Kim Anh cho biết ngày 19 tháng 10 năm 2020, cô có mở tài khoản để những ai muốn hỗ trợ bà con miền Trung bị thiên tai lũ lụt thì có thể cùng chung tay giúp sức. Trước những ồn ào, nữ diễn viên đã ra ngân hàng thực hiện việc sao kê và quay video lại cho mọi người tiện theo dõi. Nhật Kim Anh chia sẻ, hôm nay Nhật Kim Anh xin chủ động tổng kết vì sự minh bạch hóa là điều Nhật Kim Anh và Quý Mạnh Thường Quân rất cần. Số tiền cá nhân Nhật Kim Anh ủng hộ là 324.866.327. Đối với Nhật Kim Anh, số tiền này khá nhiều và cũng vô cùng ngại những bình luận trái chiều cho là Nhật Kim Anh khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi. Vì vậy, hôm nay, sẵn dịp Quý Mạnh Thường Quân yêu cầu, Nhật Kim Anh xin sao kê dưới đây. Rất mong mọi người thông cảm cho Nhật Kim Anh ạ. Theo đó, Nhật Kim Anh cho biết số tiền các nhà phân phối và cửa hàng của cô ủng hộ là 166 triệu. Số tiền các khách hàng, fan cùng Mạnh Thường Quân khắp nơi ủng hộ là hơn 389 triệu. Cùng với số tiền túi mà nữ diễn viên bỏ ra, tổng cộng số tiền quyên góp được là 880 triệu đồng. Nhật Kim Anh khẳng định từ ngày mở tài khoản đến ngày khóa tài khoản cô chưa rút ra một đồng nào, mà chỉ duy nhất một lần chuyển qua tài khoản An Vui của diễn viên Đại Nghĩa. Trong đoạn clip dài gần 1 tiếng đăng trên kênh YouTube của mình, Nhật Kim Anh cũng đã gặp diễn viên Đại Nghĩa để trực tiếp chia sẻ về việc chuyển số tiền 880 triệu đồng vào tài khoản An Vui của nam nghệ sĩ. Ngay khi đăng tải bài viết cùng video sao kê khá tân tật của Nhật Kim Anh đã nhận được sự ủng hộ của khán giả. Một khán giả để lại lời nhắn, mong là Thị Bình, tên vai diễn của Nhật Kim Anh trong phim Tiếng Sét Trong Mưa của tôi, không làm mọi người thất vọng. Một tài khoản khác bình luận, ngắn gọn xúc tích luôn chị ơi, nói nhiều mất hay. Chia sẻ với truyền hình báo Thanh Niên, Nhật Kim Anh xác nhận thông tin và video sao kê mà mình đăng tải. Cô cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hết mình nếu có cơ quan chức năng vào cuộc muốn điều tra việc thiện nguyện của mình.